Trong bán kính 10 km, có khoảng 200 bạn là đồng tính nam, người gần nhất là 2 m. Những thông tin cơ bản được đăng tải sẵn như ảnh đại diện, phần lớn sẽ chọn ảnh thật với ngoài đời, tên là tên thật hoặc nickname, đặc tính. Nhóm MSM, tức Men Six Men, những bạn có quan hệ đồng giới nam, gọi đây là phần mềm tìm kiếm bạn đối tác. Ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại có khoảng 5 phần mềm có chung cách thức vận hành như thế này được nhóm MSM sử dụng phổ biến. Phần mềm được tải miễn phí trên các điện thoại thông minh. Internet, cho nên các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các bạn tình qua những chiếc điện thoại thông minh của các bạn có. Các bạn bộc lộ bản thân dễ dàng, các bạn tìm kiếm đối tác tình dục dễ dàng hơn. Nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe của cộng đồng hiện nay đó là các bệnh nhiễm trùng qua đường tình dục. Đặc biệt điều đáng quan tâm nhất đó là HIV. Lúc em nhận được mình bị hát á, thôi thì kết thúc cuộc sống của mình tại đây, có nghĩa là đi tự tử hoặc là làm sao họ biến mất khỏi cái thế giới này để không làm phiền cho gia đình hoặc là không làm phiền cho người khác nữa. Chưa tới 50% số bạn đến đây biết về HIV. Cái ca mà nhỏ tuổi nhất là vào khoảng 14 tuổi 9 tháng, tức là gần 15 tuổi. Số mà MSM á, thì hiện nay đang có chiều hướng gia tăng. Trước đây thì rất là ít, trước đây thì chủ yếu là gái mại dâm, rồi những người nghiện trích ma túy. Nhưng mà sau này thì nó nổi cộm lên, phát hiện ra những người nhiễm này cũng rất là cao. Hầu như bây giờ đang chiếm tỷ lệ là cao nhiều so với các cái ma túy hoặc là mại dâm. Tỷ lệ nhiễm HIV của đồng tính nam tại thành phố Hồ Chí Minh là 13,5% năm 2013. Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm MSM cao hơn tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm người dân nói chung từ 20 đến 30 lần. Tiến Đạt và Lưu Khiết sau một thời gian hẹn hò đã quyết định về góp gạo thổi cơm chung từ năm 2015. Đây là một trong số ít cặp đồng tính nam công khai tình yêu và đám cưới của mình. Tình yêu của Đạt và Khiết được cha mẹ, bạn bè chúc phúc. Năm 2015 cũng là năm Việt Nam không còn cấm hôn nhân đồng giới. Đối với những người dị tính thì yêu nhau, đến với nhau, kết hôn và cùng chung sống là điều tất lẽ tự nhiên. Thế nhưng đối với những người đồng tính, họ khát khao có được cuộc sống thiêng liêng bình dị ấy. Để đến được với nhau, họ phải vượt qua được các rào cản tâm lý đến từ gia đình, xã hội và từ chính bản thân mình. Hai người đồng tính mà đã yêu nhau mà đến với nhau được cái đám cưới là rất khó. Và để mà sống, để tồn tại, để cho xã hội thấy rằng đồng tính vẫn có tình yêu, vẫn có cái gia đình và vẫn có hạnh phúc, nó còn khó hơn. Và xin mời tất cả quý vị ta cùng hướng lên khấu và cùng chào đón hai người đặc biệt nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, vâng, xin mời Đức Kỳ và Cao Lân, xin mời các quý vị. Hạnh phúc của mỗi người là khác nhau. Nếu chúng ta cứ tiếp tục định nghĩa hạnh phúc một cách nửa vời như vậy thì không biết đến bao giờ thì cộng đồng MSM mới được xã hội công nhận đây. Nên là ở đây thì Khiết với Đạt rất là mơ luôn. Cả hai bạn từ lúc đầu mới quen nhau thì đã có một cái chung cái khái niệm về hạnh phúc rồi. Và tới khi cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng thì có một cái hôn lễ như vậy để thứ nhất là cũng đầu tiên là đến từ cả hai trước. Đây là cái vấn đề kết nối hai tâm hồn lại chính thức trở thành một gia đình. Và một vấn đề nữa là cũng muốn cho tất cả mọi người thấy rằng không phải cái cuộc tình đồng tính nào rồi cũng sẽ có những kết thúc đau khổ như là chia tay hay là bị kỳ thị quá dẫn tới việc là hai người không thể ở bên cạnh nhau và phải đi lấy vợ.
Không ai chọn được giới tính của mình từ lúc sinh ra, nhưng ai cũng có quyền chọn cho mình một cuộc sống hạnh phúc với những gì mình có. Đạt và Khiết đã kiên trì đi tìm và xây dựng mái ấm của mình. Thế nhưng, bản thân Khiết và Đạt cũng chia sẻ rằng, để giữ gìn sự chung thủy, sự gắn kết trong tình yêu thì không hề đơn giản. Thường tỷ lệ chung thủy ở những cặp đôi trong cộng đồng MSM là rất thấp. Nói về việc chung thủy trong cộng đồng LGBT thì thường chỉ riêng cộng đồng MSM nói chung thì nó lại tương đối thấp hơn các cộng đồng khác, vì lý do là có quá là nhiều cái nhu cầu cũng như rào cản từ xã hội về cái vấn đề mà hai bạn có thể thể hiện tình cảm ở những cái nơi khác nhau. Thứ hai nữa là rào cản về phía gia đình. Thứ ba đó là từ chính bản chất bên trong, tức là các cộng đồng nam MSM thì rất là dễ có bạn tình mà rất là dễ rung động trước những cái đẹp nữa. Nên là chính mình nghĩ là vì đó mà các bạn sẽ khó có được cái sự chung thủy. Ngoài những lý do mà Khiết chia sẻ, còn có những lý do khác dẫn đến thực tế là tỷ lệ chung thủy trong quan hệ đồng giới là thấp. Hiện nay, luật hôn nhân gia đình đã không cấm người đồng giới kết hôn, nhưng không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Như vậy, về pháp lý, các cặp vợ chồng đồng giới không có gì ràng buộc. Thêm vào đó, người đồng tính họ chủ động tìm đến nhau nhiều và thường xuyên. Vấn đề mà chung thủy tại trong cộng đồng này vẫn có chứ không phải không. Nếu mà để chung thủy thì theo như cái nhìn nhận của Sơn trong cộng đồng này mà cả bản thân Sơn cũng trải nghiệm, tại Sơn cũng là người đồng tính thì Sơn cũng trải nghiệm, là vì sao mà khó chung thủy với nhau là do về cái nhu cầu tình dục của mình, của người nam giới nói chung, họ có cái nhu cầu nhiều cho nên họ tìm kiếm cái đối tác bạn tình rất là nhiều. Và cái khoảng thời gian mà mình tìm kiếm một cách dễ dàng nhất là thông qua những cái ứng dụng, cho nên mình cũng có thể tìm kiếm được bạn tình nhiều nữa, cho nên là cái việc mà chung thủy không nhiều trên cái nhóm này hoàn toàn có. Thường vào các buổi tối, đặc biệt là cuối tuần, ở một số địa điểm nhất định tại thành phố Hồ Chí Minh, cộng đồng MSM đến gặp gỡ, làm quen và kết bạn, đến nay vẫn được duy trì. Ngoài ra, với sự phát triển mạnh mẽ của Internet và các ứng dụng trên điện thoại thông minh, họ có thể dễ dàng tìm đến với nhau. Không cần mất phí, thao tác đơn giản, tải về điện thoại cá nhân ứng dụng, lập một tài khoản, có thể là tên thật hoặc biệt danh, các đặc điểm, sở thích cá nhân. Truy cập và ứng dụng, thế là bạn có thể biết xung quanh mình có bao nhiêu người thuộc nhóm MSM. Ai lọt vào mắt xanh của bạn, cuộc nói chuyện làm quen có thể bắt đầu ngay. Những cái app ứng dụng hiện tại bây giờ nó rất là tốt cho dành cho cộng đồng. Về cái mặt mà liên kết của xã hội với nhau, nó là một cái hướng mở. Tại Internet là mở rộng ra thì cộng đồng họ có thể tìm kiếm đến nhau. Chứ giống như 10 năm về trước mà tìm kiếm người trong cộng đồng rất là khó. Chỉ có thể tìm kiếm qua những cái diễn đàn, những cái forum. Nhưng bây giờ chúng ta ngồi một chỗ, chúng ta cầm cái điện thoại lên, chúng ta bấm một cái là chúng ta sẽ thấy được xung quanh chúng ta có bao nhiêu người trong cộng đồng đang ngồi kế chúng ta. Từ lúc đó chúng ta tìm kiếm bạn tình, tìm kiếm đối tác, hoặc là tìm kiếm bạn bè, hoặc tìm kiếm người yêu, tùy theo cái nhu cầu của bản thân họ. Thì cái mặt lợi cũng có, cái mặt hại cũng có, là khi mà chúng ta tìm kiếm một cái gì dễ dàng quá thì nó cũng sinh ra tiêu cực. Đến dễ dàng và đi cũng dễ dàng là cụm từ được nhiều người trong cộng đồng MSM nhắc đến để chỉ những mối quan hệ, tình yêu nảy nở từ đây. Bởi vậy, trong những năm qua, tốc độ lây truyền các bệnh qua đường tình dục và HIV ở nhóm MSM cao hơn hẳn nhóm truyền thống là mại dâm và tiêm chích. Với MSM á, thì cái nguy cơ nó cao tương đương với đường máu. Là bởi vì là cái giới MSM người ta quan hệ theo đường tình dục bằng qua đường hậu môn. Thế do vậy mà cái mao mạch ở hậu môn ấy, nó rất dễ bị phá vỡ nếu như người ta không dùng cái biện pháp là bao cao su. Không dùng các biện pháp bôi trơn thì cái khả năng lây nhiễm rất là cao. Mà những bạn MSM này thì thường có những cái bạn tình rất là nhiều. Bởi vì bản thân người ta luôn luôn giấu cái bản thân. Cho nên khi có thể ở nơi này người ta sẽ gặp một bạn tình mới, và đến một vài ngày sau hoặc là một tuần sau người ta đến nơi khác, người ta có thể tìm được một bạn tình mới nữa. Đó, thì như vậy thì nếu như một người bị nhiễm như thế thì cái khả năng lây lan trong cái giới MSM nó sẽ rất là cao. Đối với ba cái nhóm, nhóm tinh chích ma túy và nhóm chị em động tình dục và nhóm nam vô hệ tình dục đồng tính, thì qua cái kết quả chúng tôi triển khai gần 5 năm, chúng tôi đánh giá rằng là cái nhóm hiện nay có nguy cơ lây nhiễm cao nhất
thuộc về cái nhóm nam quan hệ tình dục đồng tính. Và hiện nay theo kết quả chúng tôi phân tích được là cái tỷ lệ lây nhiễm xấp xỉ gần 6%. 6% là tỷ lệ lây nhiễm HIV mà trung tâm LIFE nghiên cứu. Nhưng trên thực tế, tỷ lệ đó cao hơn nhiều và độ tuổi thì thanh niên trẻ chiếm đa số. Con số mà nhiều hơn như vậy bên ngoài đó là khoảng 12-15%. Kết quả là chúng ta tìm kiếm ra khá là nhiều người dương tính mới. Điển hình ngày hôm nay thì từ sáng đến giờ thì tổ chức G3VN đã xét nghiệm tổng cộng là 2 khách hàng. 2 đến 3 khách hàng thì trong đó đã có một khách hàng dương tính. Về khoảng chừng 3 hoặc 4 năm về trước mà để tìm kiếm một cái bạn mà trong cộng đồng đi xét nghiệm, đó là một điều khó, tưởng chừng không có luôn. Tìm kiếm vô cùng khó. Nhưng những năm về sau này thì G3VN được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống, Trung tâm LIFE, thì chúng tôi xây dựng những cái mô hình tìm kiếm khách hàng qua những cái kênh online, những cái kênh truyền thống hoặc những cái kênh mà gọi là tìm kiếm thủ lĩnh. Thì từ lúc đó chúng tôi tìm kiếm khá là nhiều khách hàng trong cộng đồng. Nhiều cái bạn khi tới đây, khi mà phát hiện ra mình có phản ứng thì mấy bạn có cái tâm lý hơi tiêu cực một chút. Có bạn ngây thơ lắm, em bị rồi hả anh, thôi em đi theo anh rồi xét nghiệm rồi em xong rồi em kết nối điều trị nha, anh cho em uống thuốc nha, uống thuốc là sống đúng không anh. Tức là bạn ngây ngô lắm, bạn hỏi trả lời những cái mình hỏi như mình những cái câu hỏi rất là ngây ngô mà mình nghe mình rất là đau lòng. Không phải chỉ những bạn vị thành niên ngây ngô và không biết lý do mình bị nhiễm HIV bắt nguồn từ ai, trong lần quan hệ nào, mà ngay cả những bạn đã học xong đại học, đã đi làm cũng không biết tại sao mình bị nhiễm HIV. HIV có thể phòng được, nhưng phần lớn các bạn lại không có kiến thức để tự phòng vệ. Phong là sinh viên trường kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Hồi 15 tuổi, Phong nhận ra giới tính thực sự của mình. Phong giấu bố mẹ về con người bên trong của mình trong suốt những ngày ở dưới quê học phổ thông và lên thành phố Hồ Chí Minh học đại học. Phong từng chia tay 2 người yêu. Phong chỉ biết rằng mình có HIV sau một đợt hiến máu tình nguyện. Hè đó em đi mùa hè xanh thì nó có một cái đợt hiến máu nhân đạo. Thì em đăng ký hiến máu và trong cái phiếu hiến máu nó có ghi thông tin của mình. Thì lúc mà lên cái bàn mà hiến máu đó, bác sĩ nói là em không được hiến. 3 ngày sau, có nghĩa là em quyết định là kết thúc chiến dịch mùa hè xanh sớm hơn dự định luôn. Em tới một cái trung tâm hiến máu nhân đạo đó để em nhận được cái kết quả là tại sao em không được hiến máu. Đó là cái lần đầu tiên mà em mới nghe được là em bị HIV. Lúc em nhận được mình bị HIV á, thôi thì kết thúc cuộc sống của mình tại đây, có nghĩa là đi tự tử hoặc là làm sao không biến mất khỏi cái thế giới này để không làm phiền cho gia đình hoặc là không làm phiền cho người khác nữa. Trước thời điểm Phong biết mình có HIV đã từng quan hệ với ai, ai trong số đó có HIV và không có HIV, rồi người Phong đã từng quan hệ có tiếp tục đến với bạn tình khác, bao nhiêu lần Phong đã sử dụng các phương pháp phòng bệnh lây truyền, tất cả Phong đều không chắc chắn. Một trường hợp khác, cách đây nửa tháng, Tiến đã có quan hệ không an toàn với người bạn của mình. Sau khi biết rằng bạn của mình đã từng quan hệ với vài người khác, Tiến lo sợ và tìm đến đây. Cái nhóm mà tiếp xúc tư vấn nhiều nhất đó là em sinh viên, nhân viên văn phòng. Khi mà xét nghiệm cho họ, nếu như mà họ có trường hợp mà dương tính với HIV, thì tôi sẽ là người trực tiếp để hỗ trợ họ kết nối vào chương trình điều trị. Mà khi trong quá trình mà kết nối chương trình điều trị thì tôi cũng vẫn tìm thêm rất là nhiều phương pháp để mình có thể là tìm kiếm ra được, truy tìm bạn tình của họ, và họ sẽ giới thiệu những bạn tình của họ mà họ đã từng có quan hệ không an toàn để tôi có thể là xét nghiệm cho bạn tình của họ và tôi có thể là kết nối thêm nhiều hơn. Quan hệ chéo nhiều người và không có kiến thức tự bảo vệ là nguyên nhân chính dẫn đến số lượng người MSM có HIV tăng nhanh. Các tổ chức dựa vào cộng đồng, gọi tắt là CBO, đã được thành lập, phối hợp với các cơ sở y tế để thực hiện phòng chống HIV và điều trị cho người HIV. Các tổ chức này có thành viên là chính những người trong cộng đồng MSM, hoạt động một cách tự nguyện, triển khai các dịch vụ phù hợp nhằm hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS.
Hiện nay có khoảng 31 CBO đang hoạt động tại 5 địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu và Khánh Hòa. Đối với cái ưu điểm của cái mô hình tổ chức giữa cộng đồng này là do họ là những người trong cuộc, cho nên là họ có những cái sự đồng cảm, những cái sự gần gũi với những cái người trong cuộc, cho nên là họ dễ dàng đi tìm những cái người có đồng cảnh ngộ với họ. Và đối với mô hình tổ chức giữa cộng đồng thì là những cái thành viên trong cái tổ chức đó, CBO đó, là người trong cuộc, cho nên họ biết là cái người trong cuộc họ đang ở đâu, đang cần cái gì và họ phải làm cái gì và họ làm như thế nào, làm khi nào thì nó sẽ rất là hiệu quả. Các hoạt động chính của thành viên các nhóm CBO là tiếp cận, tư vấn và hỗ trợ xét nghiệm. Các bạn em có một điểm là các bạn hay vui chơi với nhau theo nhóm. Thì như vậy thì mình sử dụng một cái mô hình CBO khi có thể là một cái thiết vận viên họ đi tiếp cận một người trong cái nhóm đó thì sẽ ra được rất là nhiều người tiếp cận cả một cái nhóm chứ không phải là tiếp cận một người. Thì chúng tôi cũng đã áp dụng rất là nhiều cái phương pháp. Ví dụ như trong cái nhóm SM có đặc điểm nữa là họ thường sử dụng công nghệ, ví dụ như Facebook hay là Zalo, họ chat hay là những cái diễn đàn dành riêng cho website cho MSM. Thì các bạn cũng có thể vào đó để tìm kiếm những cái khách hàng có nguy cơ cao và các bạn tiếp cận bằng truyền thông. Hai bạn ơi, chỗ này có ai ngồi không ạ? Không có bạn. Mình có thể ngồi đây được. Cảm ơn. Hai bạn quen nhau lâu chưa? Hơn 2 năm rồi hả? Một mối tình dài đó. Nói chung dài không dài mà nghe. Trong giới tụi mình á mà 2 năm là cũng tương đối rồi, là dài lắm luôn rồi đó. Hai bạn có thường hay gặp nhau không? Thì anh trả lời đi. Để trả lời cho anh Tuấn trả lời. Một tuần gặp nhau khoảng 5 ngày. 5 ngày? Rồi đi làm giờ nào? Ủa thì buổi tối tụi mình rảnh mà. Đúng rồi, là hai đứa đều làm giờ hành chính đó. Mình thì là nhân viên văn phòng. Hai ngày kia thì sợ mà nói là đa số dành cho gia đình hoặc là công việc. Tại vì mình ở đây mình ở chợ, còn đây là có gia đình ở đây. Ủa rồi gặp nhau liên tục như vậy á, rồi có khi nào hai bạn đi chơi chung với nhau, đi chơi xa không? Chơi xa là đi đâu? Ví dụ như là đi phượt 2-3 ngày vậy đó. Có, đợt đi Vũng Tàu. Thì trong giới tụi mình á, thì mình biết á, là các bạn cũng có một cái tình cảm với nhau thực sự. Nhưng mà trong giới của tụi mình á, có hay có cái phong trào á, là tình yêu là phải có tình dục, mà tình dục xây dựng nên tình yêu. Hai bạn có cảnh đó không? Đúng rồi, nãy giờ mình vẫn chưa biết tên bạn đó. Thì đây là bao cao su của dự án được cấp phát miễn phí. Mình gửi hai bạn cái thông tin của mình và thông tin của nhóm. Thì các bạn nếu như mà có vấn đề gì á mà cần thắc mắc hay là cần vấn đề gì tư vấn thêm thì các bạn có thể liên hệ với mình ha. Cảm ơn bạn. Để mà khách hàng tin mình đó là một cái điều rất là khó. Chưa kể là những khách hàng này là những khách hàng quá đặc biệt. Cho nên đó là nếu muốn người ta tin mình thì mình cũng phải trải lòng ra trước. Các thành viên của nhóm đều được tập huấn về mặt kỹ năng tư vấn tâm lý để làm sao có thể chân thành nhất, chân thật nhất để mà tiếp cận với các bạn bằng chính cái trái tim. Và khi mà các thành viên của nhóm sử dụng hết tình cảm của mình để mà giao tiếp với các bạn thì từ các bạn cũng sẽ có một cái niềm tin nhất định đối với các thành viên của nhóm. Dần dần cái niềm tin đó được xây dựng ngày càng một lớn hơn thì tới một cái thời điểm nhất định các bạn sẽ đủ tin tưởng để mà các bạn chia sẻ cho các thành viên của nhóm những cái vấn đề rất là tế nhị trong cuộc sống. Sau khi tiếp cận thành công, những bạn trẻ này sẽ được tư vấn xét nghiệm và kết nối vào chương trình điều trị HIV/AIDS nếu có kết quả dương tính. Những buổi xét nghiệm lưu động ngoài trời như thế này được các nhóm CBO tổ chức riêng cho các thành viên trong cộng đồng. Tới thời điểm hiện giờ, để mà vận động các bạn đi xét nghiệm lưu động như thế này cũng đang là một vấn đề rất là khó. Bởi vì là các bạn cũng còn đang trong quá trình gọi là giấu giếm cái giới tính thật của mình và giấu giếm cái tình trạng nhiễm của mình. Và các bạn cũng sợ rằng khi mà xét nghiệm mà lỡ rồi bị mắc bệnh thì các bạn cũng không biết phải giải quyết vấn đề như thế nào nữa. Cho nên là để mà mời được một bạn đến đây xét nghiệm thì nhóm cũng đã vận động rất là nhiều về vấn đề tinh thần của các bạn đó để mà các bạn đó có thể chấp nhận và có thể chia sẻ được cái kết quả của mình với một cái người lạ là cái người bác sĩ xét nghiệm cho họ. Và kế tiếp nữa là cũng
khó khăn trong cái vấn đề gọi là khai thác được cái kết quả xét nghiệm của bạn đó, làm sao để có thể cái tâm lý bạn đó đủ vững vàng để bạn đó chia sẻ được cái kết quả xét nghiệm đó cho các thành viên của nhóm cũng là một vấn đề nhức nhối nữa. Những người đồng tính ấy, thì thường ấy là người ta rất ngại đến các cái cơ sở y tế để mà làm xét nghiệm. Thì thường là người ta sống ở trong các cái cộng đồng ở công viên hay không? Hoặc là một số các cái nơi khác như ẩn nấu. Thì thực sự ra là HIV này thì người ta rất là ngại, mang tính mặc cảm. Thế mà đây là một các bạn ở CBO đấy, tức là những người mà người ta hỗ trợ trong cộng đồng thì người ta sẽ tìm được những cái người bạn đồng tính hay không? Đến đây, đến một cái điểm như thế này để làm xét nghiệm, tức là gọi là giấu tên. Lúc nãy là thấy là toàn là lấy mã số thôi chứ không có ghi tên ai cả. Đó, thế thì xét nghiệm lưu động này ấy, thứ nhất là nó mang tính chất nhanh, tức là tiện lợi. Đó, mà người ta sẽ khi mà phát hiện được ra những người bị nhiễm HIV ấy, thì mình sẽ có một cái nói chuyện riêng với người ta chứ không có bộc lộ trong cái đám đông. Vượt qua rào cản về tâm lý, những buổi xét nghiệm lưu động vẫn giành được sự quan tâm của nhiều thành viên trong cộng đồng MSM. Bản thân em thì em thích là xét nghiệm lưu động hơn. Vì cái lưu động, cái thứ nhất là nó có thời gian mình rảnh hơn, từ từ em làm rảnh vào buổi tối. Và cái thứ hai á, là tại vì tới các cơ sở y tế thì đông đúc mà em thì ngại. Rồi xét nghiệm trong đó thì những người trong cơ sở y tế thì người ta gọi là mình cảm giác như không được thoải mái bằng ở đây. Và ngoài ra thì ngay tại đây mình còn đôi khi những lúc mà em có gọi là quan hệ không an toàn thì nhờ những anh ở đây tư vấn và để em sau này biết bảo vệ bản thân mình hơn và có nhiều kiến thức để giúp đỡ mọi người hơn. Sau khi xét nghiệm và phát hiện những người có HIV, các nhóm CBO sẽ kết nối chương trình điều trị với các cơ sở y tế tuyến trên. Người có HIV chỉ cần điều trị thuốc kháng virus ARV đúng như kê đơn của bác sĩ, biết tự chăm sóc sức khỏe của mình thì họ có thể sống với HIV như một bệnh mãn tính. Điều trị ARV đúng có thể làm giảm đến 95% khả năng lây nhiễm HIV cho người khác. Nếu được uống thuốc sớm, liên tục và tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc điều trị, người bệnh sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng cơ hội, giảm nguy cơ tử vong. Họ hoàn toàn có khả năng lao động và đóng góp cho xã hội. Hiện nay tại Việt Nam, thuốc ARV được cung cấp miễn phí cho người nhiễm HIV dựa vào nguồn hỗ trợ quốc tế và một phần ngân sách nhà nước. 8 năm qua, dịch HIV/AIDS đã được kiểm soát ở cả 3 tiêu chí: giảm số người nhiễm mới, giảm số người chuyển sang giai đoạn AIDS và giảm số người tử vong do AIDS. Tuy nhiên, 2017 là năm mà tất cả các tổ chức quốc tế cắt nguồn viện trợ thuốc ARV với Việt Nam. Mua bảo hiểm y tế là hướng giải quyết bền vững Bộ Y tế đưa ra để đảm bảo nguồn thuốc ổn định, sức khỏe người có HIV được bảo vệ và quan trọng hơn đó là phòng chống được HIV lây lan. Thế nhưng trên thực tế, theo thống kê tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tính đến tháng 6 năm 2016, chỉ có 36% trong số hơn 10.500 người nhiễm HIV đang điều trị thuốc ARV là có thẻ bảo hiểm y tế. Lý do là bởi đối với cộng đồng MSM, quy định mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình là rào cản lớn nhất. Rất nhiều bạn trong cộng đồng MSM còn chưa công khai giới tính thật của mình với gia đình, chứ chưa nói đến việc các bạn có HIV, thường các bạn sẽ giấu giếm. Thẻ bảo hiểm y tế đó thì chúng em phải mua ở hộ gia đình và theo sổ hộ khẩu. Bị hát chúng em chưa muốn tiết lộ cho gia đình, thì em mong muốn là nhà nước sẽ ban hành một cái quy định làm sao mà những người bị nhiễm HIV như chúng em có thể mua được thẻ bảo hiểm y tế cá nhân ở bất kỳ một cái phòng khám mà chúng em đang điều trị, hoặc là ở một cái câu lạc bộ hoặc là một cái trung tâm nào đó. Thông tư 15 của Bộ Y tế hướng dẫn về sử dụng bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV thì qua đó tất cả chi phí liên quan đến xét nghiệm, liên quan đến điều trị dự phòng lây truyền từ mẹ sang con và thuốc ARV sẽ được cung cấp cho người nhiễm HIV và được thanh toán qua bảo hiểm y tế trong khuôn khổ là các cái quy định chi của bảo hiểm y tế. Đối với cộng đồng những người đồng giới hoặc là người đồng tính thì đây là một cộng đồng khá là đặc biệt. Mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình ấy, thì hiện nay Bộ Y tế cũng đang phối hợp bảo hiểm xã hội để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét để giải quyết cho những cái trường hợp đặc biệt. Chỉ đạo của Thủ tướng là 100% người nhiễm có thẻ bảo hiểm và được hưởng bảo hiểm y tế trong
thanh toán chăm sóc khám chữa bệnh. Lúc này, vai trò của các tổ chức CBO càng trở nên quan trọng. CBO là cầu nối để nguyện vọng của cộng đồng MSM đến được với các người làm chính sách. Và ngược lại, chính sách đến được với từng thành viên trong cộng đồng. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia hưởng ứng 90-90-90 của Liên Hợp Quốc, phấn đấu đến 2020 có 90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm của mình. 90% số người chuẩn đoán có HIV được điều trị ARV liên tục. 90% số người được điều trị ARV kiểm soát được virus và lây lan. Đồng tính chỉ là một xu hướng tính dục. Thay vì ham muốn tình dục với bạn khác giới, thì người đồng tính lại tìm thấy cảm hứng từ người bạn đồng giới. Và tình dục vẫn luôn là nhu cầu thiết yếu của con người. Nhu cầu của mỗi người khác nhau tùy vào thể trạng, tâm sinh lý và môi trường sống. Cộng đồng người đồng tính hình thành và phát triển trong khoảng 10 năm trở lại đây, đặc biệt khi Internet phát triển và xã hội cởi mở hơn. Cộng đồng này mang trong mình một nét văn hóa, đặc tính riêng. Hành vi tình dục là một phần trong đó. Bởi vậy, làm sao để tình dục an toàn trở thành một nét văn hóa trong cộng đồng mới là điều quan trọng, chứ không phải kỳ thị, né tránh hay giấu giếm. Nhất là khi thực tế cho thấy rằng người nam quan hệ tình dục đồng giới đang gặp nhiều rủi ro trong sức khỏe tình dục. Bạn tình thường xuyên hay bạn tình bất chợt, điều đó không quan trọng. Quan trọng là có kiến thức để bảo vệ sức khỏe an toàn. Đó cũng là cách trân trọng chính bản thân mình và những người xung quanh.